Đó là chương trình ca nhạc kết hợp với cả vẽ ở đường phố ở ngay tại nhà lớn ấy. Tuấn đang review một chút để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được nhé. Và thưa quý vị thân mến, đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị cùng đến với màn trình diễn của vũ đoàn Guide. Xin chân trọng kính mời. Chút sôi động trong một số điệu nhảy Tuấn muốn chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn để cô chú anh chị các bạn có thể hiểu hơn về những cái dịp sát những ngày lễ giải phóng Hải Phòng trong sắp tới 13 tháng 5. Đó, ở đây thì mọi người đến rất là đông luôn, thực sự là như vậy, khá là đông. Thì Tuấn hôm nay cũng ra đây review một chút những cái bản nhạc vừa rồi, thì thực ra là cả đoạn đầu và đoạn giữa vừa nãy là, và mọi người đang nghe đây đều đáng nhẽ là tiếng Việt cơ. Nhưng mà do tiếng bản quyền cho nên là Tuấn không dám để lại, và Tuấn ghép một đoạn nhạc vào, nếu mà chẳng may có gì lệch tông một chút thì của chú chị các bạn có thể thông cảm nhé. Đó, thì hôm nay mọi người rất là đông, khi mà đến cái điệu nhảy đấy thì ai cũng sôi động luôn. Đấy, thấy chưa? Mọi người nhìn chưa? Đó, rất là vui. Đấy, thì thực ra thì muốn chia sẻ cho cô chú chị các bạn thêm một chút về cái dịp mà đợt kỷ niệm này. Thì buổi chiều hình như là tầm 6 rưỡi là có diễn ra cả múa rối ở ngay chỗ khu tượng đài nữ tướng Lê Chân phía đằng sau chỗ trung tâm nghệ thuật thành phố Hải Phòng đó. Còn đây thì chính là cái sân khấu mà đang làm cánh hoa phượng rất là to, mấy hôm nữa thì sẽ rất là đẹp đây, họ sẽ chiếu ở trên đây. Còn đối diện bên này thì họ cũng đang hình như là đang làm cái bậc ghế ngồi, nhưng mà thấy cứ đang chuẩn bị thôi. Chắc là còn bây giờ là hôm nay mới Tuấn đang quay cho cô chú anh chị các bạn là mới 8 tháng 5 năm 2022 đó, thì ngày mai cô chú anh chị các bạn sẽ xem được. Vậy giờ còn khoảng 5-6 ngày nữa thôi là đến rồi, cho nên là họ hình như đấy họ đang quay kia là đang hình như là chuẩn bị
làm cái bậc thang giống như có một năm Tuấn quay ở đây rồi. Đấy, ngồi lên trên này, cái sàn này sàn gỗ này. Đấy, không biết sàn gỗ này nhảy nghình nghình như thế nào. Đấy, sàn gỗ. Đấy, mọi người đến đây chơi rất là đông vui. Thực ra thì vào những cái ngày cuối tuần thì cũng mọi người cũng đến đây chơi đông vui cũng khá nhiều, đặc biệt là cái bên chỗ khu vườn hoa bên nếu mà đứng nhìn về nhà lớn thì là bên tay phải, còn bên trái thì nó sẽ không đông vui bằng chỗ bên chỗ quán hoa thì không đông vui bằng, còn bên phải thì rất đông vui. Thì tí nữa Tuấn sẽ review một chút ở trong khu đấy để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo được và chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn vài điều để có thể biết hơn về cái khu đấy. Còn quanh quanh đây thì hình như là họ đang rào lại để chuẩn bị làm cái bậc thang ngồi, rất khán đài, kiểu khán đài ngồi xem ấy, khá rộng và cao khoảng mấy tầng đấy. Thì mọi người nếu mà đến chơi Hải Phòng thì có thể vui chơi vào cái ngày hôm đó xem nó như nào diễn ra chương trình. Nhưng mà một cái điều mà mọi người nên chú ý, Tuấn mới nghe được hôm qua hôm kia, cái thời tiết lạnh quay trở lại, đặc biệt vào cái năm nay, chứ mọi năm là cái lúc này là còn là bắt đầu nóng lắm rồi ấy, mà hôm nay là mọi người đi là vẫn còn cảm thấy hơi lạnh lạnh nhá. Đáng nhẽ là hôm qua là hôm nay khi hôm quay lại là thứ hai, đáng nhẽ là hôm thứ bảy chủ nhật là Tuấn đi ra khu Đồ Sơn, ra Đồi Rồng để review tiếp phần nữa cho cô chú anh chị các bạn tham khảo được, nhưng mà trời nó cứ âm u thôi, rất là âm u luôn. Đấy, và nó còn hơi lạnh lạnh về buổi chiều nữa, mà sắp tới thấy bao dự báo thời tiết lại vào 13 tháng 5 và đến 15 tháng 5 lại có đợt lạnh về, mà cách hình như là sau cả chục năm đấy mới có đợt lạnh về đó. Cho nên là mọi người chú ý về thời tiết nhé, nhưng mà hy vọng là hôm đấy là sẽ không mưa để có một cái màn biểu diễn cả pháo hoa nữa để mọi người có thể là vui chơi giải trí ở đây và nghe ca nhạc ở đây, có cả Mỹ Linh với cả Tùng Dương với cả một vài ca sĩ nữa tham gia chương trình ca nhạc đại nhạc hội này đó. Còn đây là bên cái khu mà Tuấn nói đấy, thì chỗ này thì lúc nào nó cũng đông rồi, thứ bảy chủ nhật nào bố mẹ các con cũng cho các con ra đây đi xe điện. Nói chung là hai cú nhà mình thì cũng lớn rồi, mình cũng không nhớ là bao tiền 10-15 phút hay 30 phút gì nữa đó. Còn trong khu này thì rất là nhiều xe, có cả bắn bóng phi bóng nữa để nổ để nhận được gấu bông các thứ ở phía đằng trước. Đấy, phía sau là chỗ cái đài phun nước đó, loanh quanh đấy. Và chia sẻ thêm cho cô chú anh chị các bạn biết là ví dụ như là mình có thể đi ra ngoài phía kia thì hai bên ngoài đều có những cái hồi xưa là những cái gọi là cái trạm nghỉ chân, thì bây giờ là những cái quán nước, không phải trạm nghỉ chân mà nó là kiểu như cái trạm để bán những cái đồ lưu niệm mà dọc của thành phố. Cái đây là cái giải vườn hoa kéo dài 3 km mà Tuấn đã chia sẻ, kéo dài từ chỗ cảng đến chỗ công nghiệp Tam Kỳ rồi đó. Thì buổi tối ở bên chỗ khu vườn hoa này là đông nhất, còn các vườn hoa kia thì mọi người đến khá là ít, tại vì nó ngay cạnh trung tâm thành phố, ngay cạnh nhà lớn, và xung quanh ở đây có khá nhiều quán cà phê, kể cả ngay bên đường, kể cả bên đường Trần Phú bên này, kể cả bên đường ở bên Trần Hưng Đạo kia thì có cả những cái quán hải sản. Video sau có thể Tuấn sẽ review bên đấy vào buổi tối để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được. Bây giờ thì Hải Phòng nói chung là quay trở lại cuộc sống bình thường, gần như bình thường mới rồi. Mọi người thì vẫn có đôi khi đeo khẩu trang, còn đồ ăn uống các thứ thì không cần. Đó, Tuấn cũng đã ngồi cái quán này rồi, khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp mà ngồi không gian nó rộng rãi thoải mái. Nước uống ở đây thì hình như cũng chỉ khoảng 30-35k cà phê, và mình thanh toán trước. Đó, Tuấn cũng có một cái ảnh đó, đấy là định review cho cô chú như các bạn rồi nhưng mà bận quá. Còn bên kia là bánh đa cua, thì tí Tuấn sẽ quay lại cho một chút để cô chú anh chị các bạn tham khảo được. Đó. Nếu mà trường hợp ai mà đến đây mà vui chơi giải trí vào buổi tối ở đây có thể đến đây chơi, và nếu mà không đi đâu được thì hoặc muộn quá thì có thể ngồi ăn bánh đa cua Gia Liễu, là một địa điểm cũng khá là nổi tiếng ở Hải Phòng hồi xưa. Bây giờ thì vẫn là nổi tiếng, nói chung là ăn cũng được. Nếu mà mọi người muốn ăn bánh đa cua thì có thể tham khảo bên đấy. Rồi bây giờ thì Tuấn với người yêu có khi lại cũng quanh quanh loanh quanh một chút,
rồi quành về thôi. Đấy, bên kia, chéo bên kia, chỗ Gia Liễu kìa, là bên đấy có cái khu chỗ bán bánh đa cua, bánh đa đỏ đấy. Đấy, còn dọc đây thì mọi người vẫn có thể thuê áo dài nếu mà muốn đến đây chụp ảnh cùng với cả quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng. Đấy, hoặc quanh đây cũng có rất là nhiều quán cà phê để mọi người có thể ngồi đây uống nước rồi là xem từ trên cao. Ví dụ đối diện bên trái này có quán cà phê cái gì quán cà phê gì trên tầng 2 kìa. Đấy, thì bạn có thể ngồi đây để xem view toàn cảnh của cái khu nhà lớn này, hoặc là có thể ngồi ở Highland Coffee. Highland thì không thể ngồi xem trực tiếp được ở chỗ quảng trường, lúc này đã mưa này, mọi người chạy toán loạn luôn, hơi lất phất mưa thôi. Mọi người sợ mưa to rẽ hết rồi đó, mọi người đã bỏ về đấy. Hy vọng là thời tiết nó sẽ ủng hộ Hải Phòng trong cái hôm dịp lễ 30/4, dịp lễ mùng 1 13 tháng 5 này đó. Rồi còn video sau Tuấn sẽ cố gắng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn thêm về Đồ Sơn để cô chú anh chị các bạn tham khảo được nếu mà trường hợp thời tiết cho phép nhé. Còn nếu mà âm u quá thì Tuấn không dám đi được. Đây thì mà một loạt các xe đấy, họ cũng hòm hòm hoàn thiện xong rồi, gắn đá, biết là biển, biết là các tòa nhà này, các khu công nghiệp này, các tòa nhà cao tầng này, đấy thể hiện sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Hoa phượng gắn liền với cả hoa phượng đỏ gắn liền với thành phố Hải Phòng. Đấy, những khu công nghiệp, những khu phát triển mới, thành phố mới của thành phố Hải Phòng trong tương lai đó. Ví dụ như có thể là bên Thủy Nguyên thì sao, đấy, hải cảng đóng tàu. Rồi một chút chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn để có thể cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được. Và rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ kênh tôi ở Hải Phòng. Ở video sau Tuấn có thể sẽ review về cái khu ở chỗ múa rối nước ở ngay chỗ tượng đài Nữ Tướng Dưới Chân để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo được. Và có thể những nếu điều kiện thời tiết cho phép thì sẽ review Đồ Sơn và một số địa điểm, một số chương trình ca nhạc nữa, khu vui chơi nữa để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo được nhé. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ kênh tôi ở Hải Phòng. Và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh tôi ở Hải Phòng nhé. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Rét rét nhỉ, 15 này lại còn rét nữa. May mình đi sớm. Đây có quán cà phê đẹp không? Nào ngồi. Đây đi, cho bọn trẻ con đi.